nắng bớt chói chang. Khi bông lúa vàng chịu nặng ngoài những thửa ruộng bậc thang. Khi cơn gió nhẹ nhẹ lùa qua tán lá. Đó là lúc mùa thu đang về. Mùa thu ở nơi bạn sống có gì đặc biệt? Còn nếu như bạn đến Tuyên Quang vào những ngày thu thì ngoài được thưởng lãm phong cảnh thiên nhiên hùng vĩ, khám phá những cung đường đèo mạo hiểm hay là tham quan những di tích danh lam thắng cảnh thì các bạn sẽ còn được thưởng thức một thức quà rất đặc biệt của vùng đất này. Đó chính là xôi chám đen và những món ăn được chế biến từ chám. Ngay sau đây các bạn hãy cùng Hồng Hạnh khám phá nhé. Chào chào ông ạ. Chào cháu. Cháu nhà của ông Đức. Vâng ạ. Thưa ông, cháu từ chương trình ẩm thực xứ Tuyên và ngày hôm nay thì cháu đang muốn tìm hiểu về những món ăn từ quả chám. Ông có thể giúp cháu được không ạ? Được chứ. Vì chám đen và chám vàng là một cái ẩm thực đặc trưng. Nói chung là đồng bào bà con ta ai cũng thường dùng. Nhưng mà riêng đối với cái chám đen ấy, đồng bào dân tộc Sán Diều ngoài cái sinh hoạt bình thường thì còn làm xôi đen, còn chám vàng hay là chám trắng đấy là dùng để kho cá, kho thịt. Nó là một cái món ăn đặc trưng của các dân tộc Việt Nam. Chính vì những cái tác dụng như thế thì ông cũng đã trồng được một cái cây. Bây giờ nó đã có quả rồi. Thế nếu không có thì đưa chị ra cùng hái về chúng ta làm xôi. Vâng, thế thì bây giờ ông cháu mình sẽ cùng đi luôn ông nhá. Cái cây cao cao bên kia, ở cái góc bên kia là chị kìa. Đấy ạ. Đấy. Vâng. Cái cây này ông trồng được bao nhiêu năm rồi ông? Cái này hơn chục năm rồi, gần 18 năm rồi. Gần 18 năm. Cây chám thì thường bao nhiêu năm mà nó có quả không nhỉ? Khoảng độ nếu mà đất tốt mình chăm thì nó khoảng độ 8 năm, 9 năm là nó có quả. Dạ. Chám đen là loại cây được trồng nhiều ở các tỉnh miền núi phía Bắc, trong đó có Tuyên Quang. Chám là loại cây thân gỗ, sau khi trồng từ 8 đến 10 năm, cây sẽ ra hoa và kết trái. Tuổi thọ và thời gian cho ra quả của cây chám đen có thể kéo dài đến hàng trăm năm. Cứ vào độ cuối thu, khoảng tháng 9, tháng 10 là thời gian chám cho thu hoạch. Chám đen có thể chế biến được nhiều món ngon như xôi chám đen kho cá, chám rang thịt, chám nhồi thịt. Trong đó, món xôi chám đen là đặc sản nổi tiếng và được nhiều người biết đến. Quả chám đen chỉ to bằng ngón tay cái, thon nhọn hai đầu. Chám đen có hai loại là nếp và tẻ. Thông thường người ta hay chọn chám nếp để đồ xôi vì có vị bùi, ngọt, thịt mềm chứ không cứng như chám tẻ. Phải chọn loại chám nếp chín cây có màu tím thẫm như màu đen, quả còn tươi, đỉnh cuống còn dính nhựa, da quả căng, bóng, mịn. Sau khi mình hái được chám về thì mình sẽ phải chế biến quả chám này như thế nào hả ông? Khi mình hái về thì mình rửa sạch cái quả này đi, xong đun nước khoảng nóng độ 70 độ thôi, đừng có sôi quá nhé. 70 độ thì mới thả cái chám này xuống. Thả chám này xuống thì sau khoảng độ 2-30 phút là nó tự nhiên nó mềm. Nước nóng quá là nó sẽ cứng lại, nó lại không mềm. Từ dân gian cháu thấy người ta hay dùng cái từ gọi là ỏm chám đấy ạ. Đấy, ỏm chám đấy. Ỏm chám. Ỏm chám. Tức là mình không sử dụng nước sôi. Không sử dụng nước sôi. Nếu mà nước sôi thì nó sẽ làm cho quả chám nó cứng lại. Đúng rồi. Thì nó lại không ăn được nữa. Không ạ, nó cứng lại, nó chát thì nó không mềm, nó có cái độ này mình không bóc ra được. Cái cây chám đen này là về dân tộc Sán Diều được, còn có một cái phương thuốc nó rất là tốt. Ngày xưa lấy cái nhựa của nó ấy. Là các cụ ngày xưa là cái chám to chứ, nó chám nó to khoảng độ 2-3 người ông ấy là lấy cái chám cái nhựa nó xuống gốc rồi về để thắp. Đấy, cái nhựa chám đen nó thơm lắm. Hoặc là mình lấy cái vỏ, cái lá của nó là những cái trường hợp mà phù thủng ấy, là mình mang về để xông làm tiêu nước. Ngoài là cái chuyện nó là thức ăn ngon mà còn vị thuốc. Dạ vâng, thì ông chám mình bây giờ sẽ đi làm chín cái quả chám đấy ông nhá.
quả chám đã chín rồi. Chín rồi thì mình sẽ lấy cái mình phần thịt ra, mình bóc ra lấy cái phần thịt. Lấy cái phần thịt cho trong sôi. Cái gạo này mình có phải ngâm trước không hả? Ngâm trước. Gạo ngâm này phải bao ngâm nhiêu trước, lâu ạ? Ngâm khoảng độ ít nhất 3-4 tiếng. Nếu như mà muốn nó đẹp ấy là dùng con dao khứa quanh này bóp hai đầu ra thì nó rất sạch sẽ, nó rút ra. Rút ra. Và đến ngoài cái để làm sôi nữa thì khi mình tách ra như thế này này, cắt ra, cắt vòng quanh ra thì cắt vòng quanh thì cho vài hạt muối vào đây bóp lại, bóp cái đầu này để nó vẫn nguyên, thì bóp rồi để trong lọ ấy, có thể đến cuối năm ăn vẫn được, nó không vực gì cả. Riêng quả chám này nó có tác dụng lắm này, nên từ xa xưa, bây giờ rừng thì cái to không có nữa, nếu mà những cái cây ngày xưa nó có như bọn ông đi hái, ngày xưa là không hái được nhá, nó rơi. Vâng. Đi nhặt chám thôi chứ không phải là đi hái được, bởi vì nó trên cây to thì mình không nên hái được. Vâng. Sau khi mà mình đã bóc hết được cái lớp thịt của quả chám này thì mình sẽ tiến hành làm gì tiếp hả ông? Tức là khi mà cái gạo nếp này mình đã ngâm và đưa lên và bóc quả chám này rồi thì tiến hành đảo, bóp đều đi. Bóp đều cái quả chám nát. Cái quả nhãn nát với cái xôi này lẫn đi. Tức là tạo cho nó thành một cái hỗn hợp nó đều đi. Vâng. Bây giờ mình sẽ bóp sẽ... đi, đảo đều, em đảo đều nó lên. Mình làm cho có nghĩa nó nhuyễn đi một tí xong bắt đầu mình đảo mình đều. Trộn vào với mình trộn cả đều nhẹ nhẹ thay, mình trộn đều này, bắt đầu khi mình sôi chín lên là nó sẽ bám vào đấy. Xôi chám sẽ được đổ trên bếp lửa tầm 30 đến 45 phút. Đến khi xôi chín, sẽ có mùi thơm của gạo nếp hòa quyện mùi hương chám, bùi và ngậy. Xôi chám dẻo, thơm, không dính tay, có màu tím hồng. Mùi thơm của hạt gạo nếp dẻo hòa lẫn cùng vị bùi béo ngậy, giàu chất dinh dưỡng của chám đen. Ăn rất ngon mà không hề bị ngán. Cái chám này là chám vàng. Khi mà mình hái về thì trước hết là đến cái độ chín của nó đấy. Đây là đúng cái kỳ thu hoạch này, cho nên cái màu nó chuyển màu vàng của nó giả quả, thì lấy về thì mình rửa sạch đi. Cháu rửa sạch đi xong cho xuống cái nồi. Vâng. Cháu đun nước sôi lên. Càng lâu càng đốt, bởi vì khi mình muốn om cả mình muốn ăn cái quả chám này phải cho vào sôi này. Sôi cho nó càng lâu để nó đỡ cái độ chát của nó. Đấy. Sau khi mình sôi nó khoảng độ 30 phút, xong bỏ ra thì cháu bắt đầu cháu tách ra, tách thành hai miếng ra. Đấy. Cái này thì mình tách thì kiểu là tách dọc quả này cho nó có cái độ dài để cái miếng chám nó đẹp hơn. Đây ạ, đấy. Nó sẽ như thế này. Đẹp hơn đấy, nó sẽ để, đẹp như thế. Cái chám này mình lại không dùng để nấu sôi như chám đen được ạ? Cái này là không thể nó, bởi vì cái này thì kho thịt. Thịt mình cắt hình con cờ ấy, sau đó là mình tách ra như này, xong rồi cho xuống, mình cho vào cái nồi. Ngày xưa là có nồi đất, nhưng bây giờ nó là xong nhôm thôi. Tách ra như thế này, xong đó là mình kho. Chám vàng sau khi om chín, bổ đôi sẽ được kho cùng với thịt lợn loại ba chỉ. Không nên kho thịt nạc hoàn toàn vì như vậy món chám sẽ bị khô, không có được vị béo ngậy. Khi kho có thể chế thêm một chút nước màu sẽ làm cho món thịt đẹp mắt và tăng hương vị. Đây ạ, món xôi chám đã hoàn thành đấy ạ. À đây, rất là thơm ngon. À, vâng, vậy là chúng ta đã hoàn thành một
mâm cơm mà rất là hấp dẫn với những món từ chám. Đây là xôi chám đen được làm từ gạo nếp và quả chám đen. Còn đây là món thịt lợn kho với cả chám vàng. Thì gồm có thịt lợn và cả quả chám vàng đã được làm chín. Ông ơi, hôm nay thì đúng là cháu đã được ông hướng dẫn những cái món ăn rất là đặc sắc từ quả chám. Đặc biệt là món xôi chám đen thì cháu, cá nhân cháu thì thấy rất là lạ vì cháu chưa được ăn bao giờ. Mời chị thưởng thức cái xôi chám đen. Dạ. Của bà con dân tộc Sán Diều. Vâng. Và đây là chám vàng. Vâng ạ. Kho thịt. Thì vâng. Mời chị. Vâng ạ. Món xôi chám đen này thì cháu cảm thấy là ngoài cái vị dẻo thơm của hạt gạo ra thì nó có một cái vị đậm đà hơn và nó có cái vị bùi của quả chám đen. Nó thơm hơn, nó bùi hơn. Đúng nó rồi. Khiến cho cái vị xôi nó đậm đà hơn. Giờ cháu sẽ ăn thử miếng chám vàng. Chám vàng thì nó lại mang một cái hương vị hoàn toàn là khác chám đen. Nó có một cái vị chát nhẹ, vị hơi chua, vị mặn, cái thơm, vị bùi. Nhưng mà khi ăn xong thì miệng lại có vị ngọt. Nói chung là một cái sự tổng hòa rất là thú vị. Khi mà ăn món xôi chám đen này với cả chám vàng kho thịt thì đúng là có một cái hương vị rất là lạ. Vâng, thưa quý vị, thưa các bạn, quả chám đó là một loại quả mà thiên nhiên đã ban tặng cho những tỉnh miền núi phía Bắc. Và chính vì từ đó thì đã tạo nên những cái món ăn rất là đặc sắc. Ví dụ như là xôi chám đen hay là chám vàng kho với thịt. Và khi các bạn đến du lịch tại Tuyên Quang hay là những tỉnh ở phía núi phía Bắc thì quý vị và các bạn hãy nhớ thưởng thức những món ăn độc đáo từ quả chám nhé.